Này, giơ tay nắm bà lên, bà lấy cái dao mà cắt tay đi đấy. Này, chứ nói xin tinh xin tinh à. Nói là những chuyện thấy xong cười. Nhiều ơi. Nói nè. Tiểu hấp. Tiểu hấp. Tiểu hấp. Con chết con nhau. Chia ra, gói đi to ăn là sao được? Bà lấy luôn đấy, bà không cho ăn nữa đâu. Anh em ăn là phải chan sẻ cho nhau, vớ vẩn. Thế em đi tìm anh à?